Ơi, chào các bác làm bonsai. Hôm nay bên em lại về kéo bầu bướm. Thì để chi tiết với các bác hai cái mẫu sản phẩm này, thì đây nó là một mẫu sản phẩm cao cấp và một mẫu sản phẩm hàng chung nhé. Thì đầu tiên em sẽ chi tiết với các bác cái mẫu bầu bướm của hàng Đài Loan. Hàng Đài Loan cao cấp. Đây. Hàng Đài Loan cao cấp thì bộ này nó sẽ gồm có 3 cây. Đây là cây bầu chung này. Cái dòng này thì thích hợp đối với các bác làm bonsai cây cảnh, được làm bằng thép C56. Đấy. Có lưỡi kéo độ bền cao, vô cùng là sắc bén. Đây là cái mẫu bầu chung nhé. Và tiếp theo là cái mẫu bầu to. Các bác mà cần loại nào thì em lại gửi đúng loại đấy. Giá cả để đảm bảo với các bác là sẽ hợp lý nhất trên thị trường. Khi các bác mua một bộ thì bên shop sẽ bao ship nhé. Đây là cái chất của cái thép của cái dòng kéo Đài Loan. Thì riêng cái dòng kéo Đài Loan này thì nó có thương hiệu luôn ở trên chiếc kéo nhé. Đây là dòng kéo top này. Top là một cái sản phẩm thương hiệu của Đài Loan. Các bác mà quan tâm đến bên shop em, các bác biết bên em một cái mặt hàng chủ đạo tất cả về kìm kéo là đồ top. Một bộ top này thì sẽ có 3 cây và em sẽ bán theo các bác sử dụng như thế nào nhé. Nếu như các bác cần một cây, em sẽ gửi một cây. Cần hai cây gửi hai cây và cần đủ một bộ là 3 cây thì em sẽ gửi 3 cây. Với cái bộ sản phẩm này thì bên em đang gửi tới các bác là 600.000 giá bao ship trên một bộ. Còn nếu như các bác mà mua một cây thì các bác sẽ phải chịu ship nhé. Hàng cao cấp. Đấy, với cái lưỡi kéo top này như các bác nhìn đây. Rất nhiều bác đã sử dụng cái dòng kéo này. Cái này thì dành cho các bác cắt tỉa lách những cành ở vị trí khó nhé. Thì các bác hãy sử dụng chiếc kéo tỉa này. Nó có chiều dài là 21cm. 21cm, đây là cây tỉa nhé. Cây tỉa để các bác tỉa những vị trí khó đấy. Còn đây là cây bầu lớn này. Đây là cây bầu lớn nhất. Các bác có thể tỉa nhánh những cành to. Là cây bầu lớn này. Thương hiệu của nó đây, hàng top. Và đây là cây bầu chung. Đây các bác nhé. Để phục vụ các bác trên mọi miền tổ quốc thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên em để em tư vấn về từng loại. Bởi vì bên cửa hàng em rất chi là nhiều loại về đồ dùng bonsai, đồ dùng cây cảnh. Hôm nay mặc dù thì trời cũng đã hơi tối rồi, nhưng mà em vẫn làm một cái video ngắn để gửi tới toàn thể các bác trên cả nước khi các bác đang tham khảo những cái dòng kìm kéo làm bonsai. Thì đây là hàng chung nhá. Hàng này là hàng bồ hàng chung. Đây các bác này. Hàng chung này thì nó cũng gồm 3 cây. Nó rất chi là giống nhau nha các bác nhá. Em có so bì một chút để các bác có tham khảo. Cái này thì giá của nó rất chi là rẻ rồi. Các bác mà hiện tại là em đang còn mấy bộ. Em đang muốn bán nốt đi mấy cái bộ hàng chung này. Vô cùng là sắc bén thì em sẽ để rẻ cho các bác nào mà theo dõi được cái video này của em nhé. Thì hãy liên hệ trực tiếp. Hàng đây là hàng chung này. Hàng chung thì nó sẽ khác một chút. Em còn mấy bộ nữa thôi. Đấy, bác nào mua thì alo luôn. Đây. Đây là cái bộ hàng chung nhé. Còn đây là bộ hàng Đài Loan này. Đài Loan thì nó sẽ có top ở trên thương hiệu luôn. Để các bác được so sánh. Đây là cái bộ Đài Loan nhé. Những cái ốc của nó là màu trắng này. Ốc màu trắng rất chi là sáng. Còn cái này thì ốc của nó có cái điểm vàng ở bên cạnh. Đây là loại bầu chung nhá. Hàng chung. Giá rất chi là rẻ. Các bác mà quan tâm thì alo trực tiếp để em tư vấn về từng loại. Bởi vì bên shop em là shop chuyên cung cấp đồ dụng cụ bonsai, rất nhiều sản phẩm để gửi tới các bác. Đấy, thì một cái video ngắn thì em cũng xin kết thúc ở đây. Đấy, mong các bác khi xem ủng hộ kênh, đăng ký kênh để đón nhận những cái video tiếp tới của bên shop gửi tới các bác nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.